Tủ thuốc gia đình kính chào quý cô chú anh chị. Cảm ơn quý cô chú anh chị đã xem video và ủng hộ cho kênh. Hôm nay tủ thuốc gia đình tiếp tục chia sẻ đến quý cô chú cùng anh chị một sản phẩm mới, đó là Decongen ND. Đây là sản phẩm Decongen không gây buồn ngủ. Đầu tiên ta tìm hiểu về thành phần của thuốc. Thành phần của thuốc mỗi viên Decongen ND không gây buồn ngủ chứa paracetamol 500 mg, Phenylephrine 10 mg, tá dược vừa đủ một viên. Dạng bào chế của thuốc. Dạng bào chế của thuốc. Thuốc Decongen ND không gây buồn ngủ được bào chế dưới dạng viên nén. Chỉ định điều trị của thuốc. Chỉ định điều trị của thuốc. Thuốc Decongen ND được chỉ định điều trị một số bệnh như sau. Decongen ND không gây buồn ngủ, điều trị các triệu chứng thông thường như viêm mũi dị ứng, viêm mũi van mạch, viêm màng nhầy xuất tiết, viêm xoang và các rối loạn của đường hô hấp trên. Cách dùng và liều dùng của thuốc. Cách dùng và liều dùng của thuốc. Cách dùng: chỉ dùng đường uống, không dùng với các thuốc có chứa paracetamol. Liều dùng: người lớn uống 1 đến 2 viên trên lần, trẻ em từ 2 đến 6 tuổi uống 1 phần 2 viên trên lần, trẻ em 7 đến 12 tuổi uống 1 phần 2 đến 1 viên trên lần. Không khuyến cáo dùng cho trẻ em dưới 2 tuổi. Chống chỉ định của thuốc. Chống chỉ định của thuốc, bệnh nhân mẫn cảm với các thành phần của thuốc, bệnh nhân suy thận nặng, cần thận trọng khi sử dụng thuốc. Tốt nhất nên hỏi ý kiến bác sĩ. Không được dùng thuốc khi không có hướng dẫn của bác sĩ trong các trường hợp sau: người bệnh tuyến giáp, người đái tháo đường, người cao huyết áp, người bệnh tim mạch, người phì đại tuyến tiền liệt. Tác dụng phụ của thuốc. Tác dụng phụ của thuốc: phản ứng dị ứng ban da, táo bón, rối loạn tạo máu, thiếu máu, vân vân, làm suy gan do hủy tế bào gan do dùng paracetamol liều cao kéo dài. Thận trọng khi dùng thuốc. Thận trọng khi dùng thuốc, cần thận trọng khi dùng paracetamol trong các trường hợp sau: bệnh nhân đang dùng thuốc kháng đông, bệnh nhân đang uống rượu bia trong thời gian kéo dài, người suy thận, vân vân. Bệnh nhân đang suy giảm chức năng gan hoặc thận, cần thận trọng khi dùng thuốc. Bệnh nhân cần ngưng sử dụng thuốc khi có các triệu chứng kéo dài như sốt cao, bồn chồn, buồn ngủ, vân vân. Phụ nữ có thai không sử dụng thuốc ở giai đoạn cuối thai kỳ hoặc đang chuyển dạ có thể gây thiếu oxy và làm chậm nhịp tim cho thai nhi do tăng co bóp tử cung và giảm tưới máu tử cung. Quá liều và cách xử trí. Quá liều và dấu hiệu nhận biết quá liều: buồn nôn và nôn, đau bụng, triệu chứng xanh tím da, niêm mạc và móng tay, vân vân. Nguyên nhân: do ngộ độc paracetamol cho dùng một liều độc duy nhất hoặc do uống lặp lại liều lớn paracetamol 7,5 đến 10 mg mỗi ngày trong 1 đến 2 ngày hoặc do uống thuốc dài ngày. Cách xử trí: đưa ngay bệnh nhân đến bệnh viện gần nhất, càng sớm càng tốt. Rửa dạ dày trong mọi trường hợp, tốt nhất là trong vòng 4 giờ sau khi uống thuốc. Lưu ý cần thiết đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Video đến đây đã kết thúc. Cảm ơn quý cô chú anh chị đã xem video và ủng hộ cho kênh. Kính chúc quý cô chú anh chị cùng toàn thể gia đình được nhiều sức khỏe. Nếu thấy video có hữu ích, vui lòng bấm đăng ký và chia sẻ cho nhiều người cùng biết đến. Đó là động lực giúp kênh ra nhiều video mới, hay hơn, hữu ích hơn để phục vụ quý cô chú anh chị. Xin chân thành cảm ơn.